Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã trở lại với channel Thái Vy Lan. Theo lời yêu cầu của một bạn comment trên YouTube, thì bài học hôm nay sẽ bao gồm từ vựng, những tính từ để diễn tả tính cách con người. Đây là những từ căn bản nhưng rất thông dụng. 10 từ hôm nay là những từ nói về tánh tốt. Lần sau chúng ta sẽ học 10 từ miêu tả những tánh xấu nha các bạn. Từ đầu tiên là brave, 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 có nghĩa là dũng cảm, brave. Mario is a Coast Guard. He's very brave. Mario is a Coast Guard. He's very brave. Mario is a Coast Guard. Mario là tuần phòng bờ biển. Coast là bờ biển. Guard tuần phòng, thì những người mà đi cứu, thí dụ mà người ta có bị cái gì ở bờ biển, bị chết đuối hay là gì ha. Mario is a coast guard. Mario là tuần phòng bờ biển. He's very brave. Anh ta rất dũng cảm. Mario is a coast guard. He's very brave. Clever. Clever. Clever là thông minh, tài giỏi. Clever. Tom is very clever. He always gets highest grades in class. Tom is very clever. He always gets highest grades in class. Tom is very clever. Tom rất là tài giỏi. He always gets. Anh ta luôn được highest grades, điểm cao nhất, in class, trong lớp. Okay. Tom is very clever. He always gets highest grades in class. Tom rất thông minh. Anh ta luôn được điểm cao nhất lớp. Clever. Easy going. Easy going. Easy going. Easy going. Là dễ tánh. Không có câu nệ gì hết á. Dễ chịu đó. Easy going. Easy going. My husband is very easy going. He gets along with everyone. My husband is very easy going. He gets along with everyone. My husband, là chồng của tôi, is very easy going. Rất là dễ chịu, dễ tánh lắm. He gets along, là anh ấy hòa đồng. With everyone, với tất cả mọi người. My husband is very easygoing. He gets along with everyone. Nghĩa là chồng tôi dễ tánh lắm. Anh ấy hòa đồng với mọi người. Easygoing. Friendly. Friendly. Friendly là thân thiện. Friendly. Friendly. The people in my office are really friendly. I love working here. The people in my office are really friendly. I love working here. The people in my office, những người trong văn phòng của tôi, are really friendly. Thật sự rất là thân thiện. I love working here. Tôi thiệt là thích làm việc ở đây. The people in my office are really friendly. I love working here. Có nghĩa là những người trong văn phòng của tôi thật sự rất là thân thiện. Tôi rất là thích làm việc ở đây. Friendly. Generous. 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 Có nghĩa là rộng rãi, hào phóng. Generous. My parents are so generous. They bought me a car for my birthday. My parents are so generous. They bought me a car for my birthday. My parents, là ba mẹ của tôi, are so generous. Thiệt là rộng rãi. They bought me a car for my birthday.
Họ mua chiếc xe hơi tặng sinh nhật tôi. My parents are so generous. They bought me a car for my birthday. Ba mẹ tôi thiệt là rộng rãi. Họ mua chiếc xe hơi tặng sinh nhật tôi. Generous. Tiếp tới là hardworking. Hard working. Hard working là siêng năng, chăm chỉ. Hard working, siêng năng, chăm chỉ ha. My brother is very hard working. He hardly ever takes a day off. My brother is very hard working. He hardly ever takes a day off. My brother là anh của tôi is very hard working. Rất là chăm chỉ cần cù. He hardly ever takes a day off. Anh hầu như chẳng bao giờ nghỉ ngày nào hết. My brother is very hard working. He hardly ever takes a day off. Có nghĩa là anh tôi rất là siêng năng. Anh hầu như chẳng bao giờ nghỉ một ngày nào hết. Hard working. Honest. 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 Honest có nghĩa là thật thà, ngay ngay thẳng, ngay thật. Honest. Anna is an honest person. She always tells the truth. Anna is an honest person. She always tells the truth. Anna is an honest person. Có nghĩa là Anna là một người trung thực. She always tells the truth. Cô ấy luôn luôn nói sự thật. Anna is an honest person. She always tells the truth. Anna là một người trung thực, cô ấy luôn luôn nói sự thật. Honest. Polite. 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 Polite có nghĩa là lịch sự, lễ phép. Polite. Polite. Lily is very polite. She always says please and thank you. Lily is very polite. She always says please and thank you. Lily is very polite. Có nghĩa là Lily rất là lịch sự. She always says. Cô ấy luôn luôn nói please là làm ơn and thank you và cảm ơn. Lily is very polite. She always says please and thank you. Có nghĩa là Lily rất là lịch sự. Cô ấy luôn luôn nói làm ơn và cảm ơn. Polite. Tidy. 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 Có nghĩa là gọn gàng, có ngăn nắp. Tidy. My sister is very tidy. Her room is spotless. My sister is very tidy. Her room is spotless. My sister is very tidy. Có nghĩa là chị tôi rất là gọn gàng. Her room is spotless. Spotless là không có dấu nào hết, không có dơ, không có gì hết á. Thì có nghĩa là căn phòng của cô ta không tì vết. Okay. My sister is very tidy. Her room is spotless. Chị tôi rất là gọn gàng. Căn phòng của cô không tì vết. Tidy. Wise. 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 Có nghĩa là khôn ngoan. Wise. My grandfather was a very wise man. He taught me many things. My grandfather was a very wise man. He taught me many things. My grandfather là ông của tôi was a very wise man. Là một người rất là khôn ngoan. Was, người ta dùng was ở đây là tại vì có thể là ông ta đã mất rồi ha. Thì là ông tôi là một người rất khôn ngoan. He taught me many things. Ông đã dạy, taught, teach, okay, đã dạy tôi rất nhiều điều. My grandfather was a very wise man. He taught me many things. Ông tôi là một người rất khôn ngoan. Ông đã dạy tôi nhiều điều. Wise.
Đó là tất cả những bài học ngày hôm nay, chỉ có 10 từ thôi. Mong các bạn thích và hẹn gặp lại lần sau. Chúng ta sẽ tiếp tục học 10 từ nói về tính cách của con người. Lần sau mình sẽ chọn 10 từ có tính cách là không có tốt, negative một chút. Cái này là toàn là những người tốt không ha, người positive. Thì lần sau là những cái tánh xấu. Nếu mà các bạn có muốn mình bao gồm những bài học như thế nào thì nhớ comment. Nếu mình làm được cũng giống như lần này, mình sẽ cố gắng làm. Cảm ơn các bạn. Nếu các bạn thích, các bạn nhớ like, subscribe và nhấn cái chuông để khi mà có bài mới thì các bạn sẽ là được báo đầu tiên. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại lần sau.